Bây giờ mình gần tới rồi cả nhà. Đi qua đây nha cả nhà. Đó. Ôi, mình dính thêm một con cá bố đen nữa cả nhà ơi. Trời ơi, hai con nữa. Đây. Mình có dính một em cá mó nghe nha. Mình vừa mới lụm một cái con cá này ở ngoài biển nha đây. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình nha. Hôm nay thì thời tiết cũng đẹp quá nha, nhưng lại cũng hơi âm u xíu thôi, nói chung là cũng đẹp á. Thì bây giờ là mình sẽ dẫn cả nhà đi câu cá với mình nha. Bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà đi tới chỗ này để mình xem thử coi chỗ này có cá nhiều không. Tại lần trước mình tới cái view rất là đẹp luôn, với lại đá rất là đẹp nữa. Thì bây giờ không để cả nhà chờ lâu, bây giờ mình tới đây, tới khúc dưới đó là cả nhà, đó cái đầu ca đầu đá đó, cả nhà thấy không? À, khúc đó là mình có câu với một con cá cỡ 1 ký gì đó. Bây giờ mình sẽ tới đó trải nghiệm tiếp tục ha, để cho cả nhà xem chỗ đó có đẹp hay không nha. Chỗ đó mình thấy view cũng ok lắm. Bây giờ đi thôi cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình đi xuống thôi cả nhà. Dạ. Đó cả nhà, đây là xung quanh là tất cả ở phía sau hòn mình. Chút nữa nếu mà câu ở đây không có đó thì mình sẽ tới chỗ cái cạn đó nha, cái cạn đó nha, thấy không? Đó, đó là con nằm ở một cái cạn đó, tới chỗ đó mình câu ha. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái này trước đi, không sẽ tới chỗ đầu gành này, đầu đá này để mình coi thử coi có cá gì cho cả nhà mình xem nha. Đi câu với thằng cháu mình tới cái điểm đó nha cả nhà, trước phía trước mình đó, mình sẽ câu vào tại chỗ đó. Còn ở đây là một cái ghe tàu của người ta, thì tầm cỡ 7-8 giờ sáng thì họ sẽ tụ tập ở đây để mà vô đậu và nghỉ ngơi hoặc là đi câu cá tiếp cả nhà. Bây giờ không để cái nhà chạy lâu thôi, bây giờ mình sẽ đi tới cái điểm đó để mình câu cá nha. Với bãi đá này rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn nước trong xanh quắc luôn. Bây giờ mình đi nha, let's go nào. Hôm nay thì cũng hơi âm u xíu cả nhà, với lại gió nữa. Ở phía trên mình là một cái khách sạn resort rất là đẹp cho cả nhà. Chỗ này á, là có thể ngắm view biển này kia luôn, hoặc có thể là đi xuống đây câu cá giống mình vậy đó cả nhà. Giờ mình sẽ đi tới cái điểm ở trước mặt mình nha, tới ngay chỗ cái khúc đó, cái khúc mà có bãi đá đi ra đó. Bây giờ mình gần tới rồi cả nhà. Đây nè, qua cái đầu này mình gần tới. Rất đẹp nha. Bằng nhiều quá. Biết câu cá hay không? Em cũng đáo không biết. Ta nói có gió thì cũng có cá nhiều. Nhà thấy không? Gió khúc này á, gió rất là nhiều nha cả nhà, nên mình sẽ hạn chế mở lên để sùm gió, cả nhà không thể nghe được. Bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem từng chi tiết ở cái khúc này nha. Cái view này rất đẹp nha cả nhà, với lại lúc trước mình có câu một cái con cá 1 ký ở đây nè cả nhà. Đó, lúc trước là chỗ này là sóng rất là lớn nha, lớn lắm cả nhà, nên bây giờ chuyến này á, thì sóng sẽ nhẹ lại, không còn lớn nữa, chỉ là im. Nhưng mà đổi ngược lại thì nó rất là gió nhiều luôn á cả nhà. Đó, cái đầu bên kia thì nó sẽ im hơn bên đây ha. Bây giờ mình sẽ cố gắng câu thử đây, coi thử có cá hay không. Nếu không có thì mình sẽ chuyển qua một cái chỗ khác nha cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà theo dõi cái đoạn video của mình nha. Đó, bây giờ khúc đầu sẽ tắt tại vì gió rất là nhiều. Cái chỗ này là mình có thấy một cái hòn đá rất là cao nha cả nhà, như cái ngọn núi vậy đó.
Thì để một lát nó có thử mình có băng qua được bên đây không nha. Bây giờ mình sẽ đi cái từ hướng này qua bên kia để coi thử có qua được cái đoạn bên kia để mình đi câu cá không nha. Tại vì mình thấy cái khúc dưới này nè là toàn là nước không, mình không thể nào đi qua được đó. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ chút nữa câu ở đây thử coi có cá không. Nếu không có cá thì mình sẽ kiếm một cái điểm nào đó để có cá cho cả nhà cùng xem luôn. Chỗ này thì lúc trước mình câu với một ông bác á, ông bác đó ông câu rất là nhiều cá nha cả nhà, mà cá nào có thấy con cỡ ký á, mình nhớ là cá bè hay gì đó. Còn đây là cháu mình nó đang chuẩn bị mồi, nó móc mồi vô, mình có cắt một ít mực cả nhà thấy không. Đây là mực nang nè với lại mực bọt cả nhà, ba cái mực lao mà loại nhỏ nhỏ đó mình có cắt nhỏ nhỏ ra để mà mình câu cho dễ luôn. Không biết khúc này là nó có cá muối nhiều hay không nữa, để chút mình câu thử xem sao nha. Tại vì mình có đem một ít mực nè, còn đây là cái chĩa, một chút nữa mình sẽ đi coi thử coi có cua đá hay không để mình đâm ha. Và bên đó là rất là hào, với lại con chút nó nằm bên đó rất là nhiều nha, dọc dọc bờ đó là có rất là nhiều hào luôn. Còn cái eo này, cái giữa này nè là cũng hay có cá nữa, để coi thử thằng cháu mình nó câu có dính không nha. Đó, thằng cháu mình sẽ chút nó dính đây cả nhà. Nó sảy rồi, nó sảy cái con cá múa cọp. Giờ để em coi thử coi nó còn dính không nha. Nó đang thả xuống nữa. Cái khúc này là bữa trước mình có câu một con cá mú tầm cỡ 400g cả nhà. Chỗ này nè, thường thường cá mú sẽ ẩn núp dưới đây nè. Đó, rồi luôn, cháu mình nó lại sảy nữa cả nhà ơi. Nó ngậm rồi nhưng mà cháu mình nó giật không kỹ á, không kịp á, cái nó buông ra nữa rồi. Tội nghiệp cháu mình không, nên là cố gắng để giật thề lên đó. Chuẩn bị dính ở dưới nhà, chuẩn bị dính này. Còn cái trên này là một cái view rất là đẹp nha nhà. Đây là cái khách sạn, mình không biết bao nhiêu sao nhưng mà mình thấy nó có một cái khách du lịch đó, họ hay ghé vào đây để uống cà phê và ngắm cảnh. Chỗ này là cái view rất là đẹp luôn, nhìn xuống biển là ok luôn cái nhà, quá trời ok luôn. Rồi giờ mình coi thử con cháu mình dính không. Rồi luôn, sảy nữa rồi. Thôi giờ để mình câu thử nha. Cả nhà biết mình đang đâu không? Mình đang trên nửa vách đá nè cả nhà. Vách đá này cũng dễ đi lắm cả nhà ơi. Ở trong điện thoại cả nhà thấy gì chưa, ở ngoài á dễ đi lắm. Sẽ đi hướng này nè. Đi qua nè. Giống như về núi vậy đó cả nhà. Này cả nhà, mình sẽ đi qua bên đó ha. Rồi. Tại vì cái chỗ này á nó không có ăn nữa. Chỗ này nó không ăn được, ít quá. Bây giờ á mình sẽ đi qua bên đây mình ăn nè, mình câu ha. Bây giờ mình sẽ đi nha, đi qua đây nha cả nhà. Đó là dưới này có đá với lại sa hô dưới này nè, thì một đây một cá nha. Đi thôi. À, mình đang đi qua đây cả nhà thôi. Chỗ này cái view đẹp cả nhà, chỗ này rất đẹp luôn nha, rất ok luôn cả nhà. Đây là đầu tiên mình đi qua cái chỗ này luôn á. Mình sẽ đi xuống nha. Xuống từ từ cái nhà. Đó. Có gì là tới nè. Wow, chỗ này đẹp quá nha. Mình quá trời đẹp luôn. Mình đi thôi cái nhà. Mày là mình mang cái dép của ông này nè.
vì nó không bị trơn. Đá là đẹp luôn. Đoạn là tới cái chỗ câu cá mới của mình. Trên đó là cái đường có xe chạy ra nha. Ây da, đi có ốc không ta? Nãy giờ đi không thấy con ốc nào chứ. Đá cao vậy hả? Mà hình là có cái đường để đi dễ. Mình đã tới một cái điểm mới cả nhà. Không biết điểm này có cá hay không nha. Bây giờ mình sẽ câu ở đây trước. Nếu chỗ này mà không có thì mình sẽ qua bên chỗ đó. Qua bên chỗ này không có ghe đúng không? Câu này trước đi. Có một số em chúc cái nhà, đây là con chúc nha, đây còn gọi là ốc sông kinh đây cả nhà. Ở đây bọn ghê cả nhà, ốc sông kinh đây bọn ghê rất là nhiều luôn cả nhà. Đây là ốc sông kinh nè, rất là nhiều luôn, nó lên cả nhà, lại có hảo nè, hảo sữa nè cả nhà. Đa phần là thấy ốc sông kinh là nhiều nha. Ốc này ăn vô chắc là bổ nha, nhà có gì chắc bổ lắm. Qua wow, mình đã lội từ đó qua đây. Cháu mình đang lấy ông câu rồi để câu cá. Rồi có cá không nha. Cả nhà ơi, hai cậu cháu của mình lại tới thêm một cái điểm mới nữa. Đây là cái điểm ở chỗ này nè cả nhà. Mình với cháu mình đang câu cá nha. Cái anh đó thì anh đang lặn ngoài á. Giờ để coi cái điểm này có cá không nha. Cá chưa? Cá lôi vô rạn cả nhà ơi. Giờ giật đứt thôi sao giờ. Cá nằm dưới cái đống kìa. Đó, ông anh ở ngoài kia thì ông đang cả nhà có thấy một cái chiếc ghe ngoài đó không? Đó là chiếc ghe mà người dân ở đảo này họ thường hay lặn đó nha. Mình thấy rất là nhiều, có hai cái phao với lại những cái ống dẫn khí lên đó. Họ lặn sò nghêu rất là nhiều luôn đó nhà ơi. Xung quanh đây thì khỏi nói nữa, rất là nhiều hải sản. Chào cả nhà nha, mình mới lội lên đỉnh lờ cả nhà ơi. Bây giờ cái chỗ này nó không có cá rồi. Mình với cháu mình sẽ đổi một cái điểm khác nha. Để coi có cá gì cho cả nhà xem không nha. Với lại sẵn cho cả nhà tham quan nhiều cảnh đẹp ở đảo này luôn. Thôi giờ mình đi lấy xe cả nhà, mình đổi điểm nha. Mình đi lấy xe sẵn mình cho cả nhà tham quan cái resort view biển này nha. Rất là đẹp đó cả nhà. Đó, chỗ này hướng ra biển nè. Thấy không? Chưa từng vô đây, mình chỉ là đi ghé qua thôi. Có những lúc thì mình có mấy ông anh trong bờ á, hay ở thành phố đó. Sẵn mình bật cái view cho các xem nè. Thấy không? Giờ này thì khách đi ăn xong rồi họ có ghé đi chơi xong rồi họ đi vòng hoặc là cái nhà ấy. Rất là đẹp luôn. Thank you.
cái khúc này là cái chỗ mà các nhà đầu tư họ ra họ đầu tư thêm cái khách sạn resort giống như hồi nãy mình cho cả nhà xem ngay từ đầu đó cả nhà. Đây cũng là một cái khách sạn nha. Thì không biết xây lên có đẹp hay không. Nếu mà họ xây lên đẹp thì mình sẽ tới đây review với lại đánh giá cho cả nhà xem luôn ha, cho cả nhà biết luôn. Nó về cho cả nhà tham quan một số nơi ở trên đảo này của mình luôn nha. Đó, đó đó là một cái họ đang hoàn thiện một cái hình đó cả nhà, thấy không? Mà đang làm lên đó. Cái chỗ này cũng mát lắm nha. Chỗ này mình câu cũng hay có cá lắm nè. Nhưng bây giờ họ đã xây rồi. Thôi bây giờ mình đi tới cái điểm tiếp theo nha. Đây là cái điểm họ nổi tiếng ở Hòn mình. Nếu mà ai ra tới cái đảo Nam Du thì biết được đây là bãi mến nha cả nhà. Nó có một cái eo vịnh rất là đẹp luôn đó cả nhà. Thường thường thì ghe tàu sẽ vào đây đậu ha, với lại tắm biển thì chỗ này cũng rất là đẹp luôn. Giờ mình đã tới một cái điểm mới nha cả nhà. Giờ mình tới chỗ này mình câu thử có cá không nha. Đây là một cái resort của một cái khách sạn nào đó. Mình tới đây mình xin họ xuống để mà mình quay. Rồi sẵn mình có cá luôn cả nhà. Đây có một số khách người ta cũng ở đây nè cả nhà. Được cá ha. Chính cái đẹp mình câu. Về câu đâu đây ta? Giờ ra là điểm câu. Chỗ này mình câu. Chỗ này cũng mát mẻ lắm cả nhà. Chỗ này mà bài đồ ăn uống tới đây ok luôn. Quá đẹp luôn. Ra đây mình câu cá. Mình vừa mới đổi điểm cả nhà ơi. Bay là hên quá, được con cá cũng bự lắm cả nhà. Trời ơi, thấy không? Quá xì bự luôn. Cuối cùng này cũng được con một kim cá mú, khá bự. Trời nhà bự cả nhà ơi. Đây là cá mú đen sọc cả nhà. Thấy nó có nhựa với cái sọc này hả? Cá bự lắm cả nhà ơi, con này bự nha. Nà, mình đi tới chỗ cái điểm này mình câu luôn cả nhà. Chỗ này là cửa biển á, mấy anh mấy chú mình hay chạy ra đây để đi biển nha. Sẵn là một cặp cá mú. Mọi người nha. Kiếm chỗ để mình được. Để hiểu không? Cá mú á. Dòng câu tiếp rồi cả nhà. Cái này mà để kho keo kim rim ngọt. Bỏ thêm mình tiêu nó tới luôn. Lại này nướng là ngon nè cả nhà. Cú này ăn rất là dai nha. Thật dai. Dài đó, không gì bằng nữa. Thôi bây giờ mình mở ra rồi mình đi câu tiếp nha. Ui, mình chỉ thấy một con cá mú đen nữa cả nhà ơi. Là hai em nhé. Ui, sẽ thả nó đây. Hai con nữa. Dạ. Đi con nước luôn. Cho nó im chút. Quá trời đã cả nhà. Kiếm cỡ chục con này về kho keo tới luôn. Đây cả nhà, mình lại thêm một con cá mú đen đó cả nhà ơi. Có nồi cá mú kho ăn rồi. Cháu mình nó cũng những cá mú cọp cả nhà. À, cặp mini. Đâu bên đưa cặp mini lên bên. Đưa nè. Cháu mình thả nè. Nhìn con cái cá mú cặp mini đi cả nhà. Con ăn cũng ngon lắm nha. Nhưng mà nó nhỏ quá. Bây giờ mình sẽ thả nó nha nha. Thôi giờ mình thả nó nha cả nhà. Thôi về với biển đi mày. Xong. Ok. Còn tiếp nha. Mình có dính một em cá mó nha nha. Ở đảo mình hay gọi đó là cá mó nha. Hay là
thấy không, trơn lắm cả nhà. Cái này còn gọi là cá trơn, chỗ khác là không biết sao nha. Cá này ăn cũng ngon mà thịt nó hơi bị bở bở, nó không bằng cá mú thôi. Đưa cháu mình nha. Cả nhà ơi, hai cậu cháu mình câu cũng vừa đủ rồi, nói chung là cũng được 4-5 con cá mú rồi. Bây giờ gió hôm nay nhiều quá, mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Nếu cả nhà thấy hay, nhớ đăng ký cho xin một like ha. Bây giờ hai cậu cháu mình đi về, đủ rồi cả nhà ơi. Nhiều đây cũng được ít nồi canh chua hoặc là mì kho gì đó, ăn nó ngon. Tạm biệt cả nhà nha. Mình được con cá mú bự, nhà thấy nó bự không? Ở ngoài thấy bự đúng không nhà? Với lại được con cá mó xanh, với lại được hai ba con cá mú như đây thì mình về mình nấu canh hoặc là mình kho rim rim mình ăn ngay cả nhà. Cả nhà ơi, mình vừa mới lụm một cái con cá này ở ngoài biển nha, đây là cá đổng nha. Đó cá đổng, cả nhà thấy cá đổng không? Đó, đây là loại cá đổng nè. Mình thấy nó cho ngoài này nè cả nhà. Mình thấy cho ngoài này là cái mình bơi ra mình lấy. Nó còn tươi cả nhà chứ chưa ương nha. Cá này nhiều khi nó bị dính câu hoặc là bị những cái khác được á, cắn như chỗ nào của nó nên nó nổi lên đó cái nhà, nó nổi ngoài này nè. Đó, giờ mình lượm được con cá này nè cái nhà, vô ăn. Thì con này có thể chiên xù lên cũng ngon luôn. Cái nhà thấy không, cái mang cũng hơi hơn nè, cũng hơi ương thôi chứ chưa ương mấy, cái này vẫn còn tươi nè. Thấy không? Cái con cá này vẫn còn ngon. Đó, đẹp không cái nhà ơi, được. Em cá để mà chiên ăn thôi.